Xin chào bà con, tiếp tục với cái chuyên mục đi review bán nhà đất chính chủ này. Hôm nay tôi đang có mặt tại cái hẻm 826 nha, ấp 3 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè nha. Chỗ này mặt tiền đường Lê Văn Lương vào thì mất khoảng độ 70 mét thôi. Đường này thì sắp sửa mở rộng ra là đi 40 mét nha. Lộ dưới đường này 40 mét và cái nhà này bây giờ chị chủ đang cần tiền bán gấp, rất là kẹt tiền luôn. Mua cái đợt dịch mà mua lại của bà con là mua cũng cái người vỡ nợ. Cái hẻm này, đoạn này hẻm 826 này nha, lộ dưới là đi 6 mét và hiện hữu nó chỉ có đoạn là 3 mét này. Đoạn trong đây thì nó được khoảng độ 1m8 thôi. Đây, chỗ này 1m8 này. Nó kế với một cái biệt thự đã xây một trệt 4 lầu hết rồi này. Căn này hướng Bắc nha. Ở chỗ này, cái hẻm này sau này sẽ mở rộng ra đủ 6m cho bà con. Bề ngang này hiện tại cái chỗ hẹp nhất này thì chỉ có được 1m8. Đó, chỗ này thì miếng đất này nhà chị xây kiên cố này. Đó, một trệt 2 lầu rất là đẹp này. 4 phòng ngủ nha, 5 toilet, phòng khách cái thứ đầy đủ hết. Và cái căn này đi hiện tại là chỗ này là khu vực sân. Và tôi nhấn mạnh là mặt đằng trước này còn đang được dư lưu không 3 mét nha. Tức là 3 mét thì khoảng độ 10 mét vuông. Nó 5 dài 17 nhưng mà thực tế nó ra đến 19. Trong sổ là đi công nhận là 74 mét đất này. Diện tích sàn 167 mét nha, 1 trệt 2 lầu. Hướng chính bắc nha. Đoạn này thì nó cái hẻm chỗ này nó gọi là mặt tiền đường hẻm lớn ấy, chỗ này nó được khoảng độ 3 mét rưỡi. Mà cái hẻm này sau này hẻm 826 sẽ được mở rộng ra 6 mét. Hiện tại cái đất lưu không nó còn đang rất là nhiều đây, căn này xây kiên cố, hoàn công đầy đủ luôn. Mùa dịch anh chị mua cũng của bà con cho nên mua được cái giá rất là ưu đãi, bây giờ bán 5 tỷ rưỡi, kẹt tiền quá bán. Đây tôi nhấn mạnh là trên cái sổ từ đây đổ lại này là trong sổ công nhận có cái đoạn 2m này á, khoảng độ 1m8 ấy, là ngày trước đất của ông cha nhà bên cạnh là của anh em hàng xóm của anh em trong gia đình thì người ta tặng lại cho nhà bên này, nên là cái tổng diện tích thực tế nó ra nó lên được hơn được cái mức nếu mà đo thực tế ra nó khoảng 110m2 đất nha. Đó, bếp này làm đẹp hết thì kiên cố nha. Và bên này có một cái toilet ở dưới khu vực tầng trệt này. Chỗ này là bàn ăn. Tất cả nhà này là có hoàn công đầy đủ nha. Ống thạch cao giật cấp và làm trần rất là cao. Nhà kiên cố nha. Này, mọi người nhìn để ý nha. Khung bao chỗ này nó nằm ở dưới gầm cầu thang. Tất cả là khung bao bằng gỗ tự nhiên nha. Rồi, cái chủ làm này ngày xưa làm để ở rất là kiên cố và chắc chắn, gỗ tự nhiên hết. Và toàn bộ nội thất này để lại cho chúng ta luôn nha. 5 tỷ rưỡi tức là chỉ mức 74 triệu mét vuông. Đây là cái khu vực cái sân đằng trước. Cái sân đằng trước và cái khu vực phòng khách này rất là rộng. Anh chị sẽ để lại hết nội thất như này. Và cái cốt, cái nền nhà này nó cao hơn so với đường khoảng độ 70cm nha. Khu vực này không ngập. Khu vực ấp 3 sầm mốt bậc nhất tại khu vực nhà bè này. Đây, tất cả khu vực này là đã đóng làm mái tôn, cũng như là cái chỗ này nó được thêm khoảng độ gần 3m. Là chỗ này là ngày trước anh ấy được cái người trong gia đình người ta tặng lại cái chỗ đất phần đất như thế này. Nhưng mà chúng ta vẫn có công chứng sang tên đầy đủ, nhưng mà trên thực tế trên sổ nó chỉ dán đây thôi. Đó, từ đây đổ lại này. Từ đây đổ lại nha, không ngập. Và khu vực này là quy hoạch đất ở 100% nha. Tất cả bên này anh ấy ngày xưa xây bê tông cốt thép kiên cố hết này. Chúng ta nhìn những lớp cửa tự nhiên. À, toàn bộ là cửa gỗ gỗ đỏ nha. À, gỗ đỏ với gỗ lim. Khung bao toàn bộ tường là tường 20-20 hết nha. Tường 20. Nhà thì xây để ở nên làm rất là chắc chắn kiên cố. Anh ấy đang cần tiền bán để hết nó thất như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu 1 để xem cái kết cấu, những cái công năng sử dụng của cái nhà này, cái thiết kế như thế nào nhé. Toàn bộ này khung cầu thang làm bằng khung bao bằng thép và nền toàn bộ lót gạch đá hoa cương. Hai phòng ngủ nhỉ, chia đường trước đằng sau là hai phòng ngủ rồi. Đó, bật hết điện lên, hai phòng ngủ master. Đây chúng ta hãy để ý nhé, toàn bộ cái khu vực này toilet người ta làm lót gạch 30-30 4-8-5. Toàn bộ thiết bị vệ sinh là đi America cực kỳ là chắc chắn nha. Đây, nguyên cái khung bao cửa như thế này thôi mà cũng làm bằng gỗ tự nhiên hết này. Đó, không sợ bị cong vênh mối mọt gì hết nha. Đây là cái phòng ngủ này nó được khoảng độ 5 mét nhân mấy 6 mét nha, 30 mét vuông. Và trên đây rất là thoáng này, không gian cực kỳ thoáng này. Toàn bộ là anh ấy cũng làm cái khoảng không gian thoáng rất là lớn luôn. Ở chỗ này là đi trên sàn này nó được khoảng độ 70 mét vuông sàn trên này nha. Hai khu vực bên hông này được khoảng 70 mét vuông này. Hai phòng ở hai đầu và trên này còn hai phòng nữa. Biết trên này có người không ta? Đây. Đó. Tất cả đang cần tiền bán gấp, nhà thì nó cũng hơi bề bộn một xíu tại vì hôm nay cuối tuần thì không có giúp việc ở đây. Có 5 tỷ rưỡi thôi, một cái biệt thự rất là đẹp như thế này. Biệt thự chỗ này ngay kế với làng đại học, toàn những hàng 100 triệu, 80 đến 100 triệu mét vuông đất không thôi, mà bên đây tính ra mới có giá 74 triệu cả tiền nhà.
Nhưng mà tôi chia thêm mét vuông đất, trừ đi khoản độ tiền xây dựng là mất khoảng độ 10 triệu, tức là còn có 64 triệu. 64 triệu trừ đi cái tiền đất lưu không, nó còn có 60 triệu mét thôi, nếu mà tính mét vuông. Này, toàn bộ nền này, lót gạch 60-60 nha, trần đóng thạch cao giật cấp hết. Và toàn bộ đi thiết bị điện đây là điện Panasonic nha. Này, toàn bộ thiết bị điện này, Panasonic nha. Chúng ta đi mua phải để ý kỹ những cái vấn đề về thiết bị vệ sinh, điện, hệ thống điện nước âm. Đó, coi rất là kỹ này. Khung bao cửa này toàn bộ bằng gỗ tự nhiên, gỗ đỏ. Rất là chắc chắn, bây giờ ta sẽ lên trên lầu 2. Trên lầu 2 này anh cũng thiết kế công năng là hai phòng nữa nha. Đây, hàng của thằng bộ thiết kế hình chữ U cực kỳ là thoáng đãng luôn. Lát đá gạch kiên cố vào tất cả nền nhà này. Rồi các vì kèo các thứ chúng ta không thấy một cái lốt nào bị lốt nứt. Trên này ngày trước anh ấy làm dạng công năng là căn hộ dịch vụ nha. Tất cả studio căn hộ dịch vụ nên là có lắm hết toàn bộ là có đồng hồ điện nước riêng. Đây, cũng một cái phòng ngủ master lớn như thế. Toilet rất là rộng. Đó. Ốp lát 30-30 đến tận nóc luôn, bồn tắm đứng nha. Thiết bị vệ sinh thì cũng toàn đồ nhập khẩu hết nha. Đây, máy lạnh này, Panasonic hết này. Đó, rồi thì khu vực là tủ quần áo. Cái này ngày trước anh ấy ở dưới và cho thuê căn hộ dịch vụ tận dụng thêm, kiếm thêm tiền thu nhập để đi chợ. Một cái phòng như này, khu vực này chúng ta cho thuê được cái mức khoảng độ 2.8 đến 2.9 nha. Đấy là dạng cho những người văn phòng người ta thuê. Chỗ này khu vực Phước Kiển Nhà Bè cho thuê rất là được giá luôn. Trên đây là cái khu vực đóng mái. Khu vực này trên này là mái tôn rồi. Mái tôn, trên đó nữa là một cái lớp có lẽ chỗ này đang bị nó bị hư cái cửa rồi nên chúng ta không mở đây. Trên này nó là một lớp mái tôn và anh ấy đóng thạch cao, chỗ này anh ấy chưa có vá lại này, chưa có sơn nước này. Tôi sẽ mở cái cửa này ra cho mọi người coi. Kế khu vực này rất là nhiều những cái căn nhà phố biệt thự lớn này, nhà hàng tiệc cưới kìa. Đó, căn này nó xây 1/4 lầu cũng làm căn hộ dịch vụ, cho thuê được cái mức từ 2.7 triệu cho đến 4 triệu một phòng nha. Bên này khu này kế với khu làng đại học, kế với rất là nhiều những cái dự án khu biệt thự Nine Sao La Villa rồi khu đô thị Metro GS nha. Chỗ này là cái ban công, toàn bộ bên này đã gắn mái một lớp mái ngói rồi thì có đóng thạch cao, có thứ chống nóng đầy đủ hết nha. Và sổ hồng hoàn công đầy đủ. Chị chủ đang cần tiền bán với cái mức giá là đi 5.5 tỷ, còn thương lượng tặng nội thất và bao thuế phí nha. Bao sang tên luôn và hỗ trợ về ngân hàng. Anh em nào có nhu cầu mua cái căn này, nếu mà chúng ta cho thuê một cái căn 4 phòng ngủ như thế này nguyên căn thì giá thị trường cũng được khoảng độ 18 cho đến 22 triệu. Đấy là giá rẻ mà cho thuê nhanh nhất nhá. Còn nếu mà muốn cho thuê mà được gặp khách hoặc là cho thuê được giá thì ta phải chờ phải thêm 1-2 tháng, 3-4 tháng cho thuê cái mức được 22 đến 25 triệu nha. Cái video đưa mọi người đến tham quan một cái căn ở ngay tại hẻm 826 ấp 3 xã Lê đường Lê Văn Lương của xã Phước Kiển huyện Nhà Bè xin được kết thúc ở đây nha. Mọi người nhớ nha, tôi sẽ chèn sổ cũng như là pháp lý rồi vấn đề về quy hoạch cũng như là số điện thoại của chị chủ ở đây. Anh em nào có nhu cầu quan tâm thì hãy inbox trực tiếp cho chị đấy, đến xem nhà thực tế rồi xem pháp lý cũng như đàm phán thương lượng giá cũng như là thống nhất cái quy trình giao dịch như thế nào nha. Xin chào.